Quý vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những kênh trợ vốn hữu hiệu giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh hơn 203 tỷ đồng. 13 năm qua, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 6.000 lượt hội viên nông dân, vay tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng để thực hiện trên 500 dự án. Không chỉ giúp hội viên nông dân thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hội nông dân các cấp còn phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, vận động hội viên thay đổi phương thức canh tác, liên kết cùng phát triển. Thay vì cho vay theo hộ nhỏ lẻ như trước, hiện nay, quỹ hỗ trợ nông dân cho vay theo mô hình dự án từ 10 đến 12 hộ theo tiêu chí 5 cùng, cùng lĩnh vực lao động, cùng ngành nghề sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng sự chia sẻ trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Cũng thành lập quỹ hỗ trợ nông dân có vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ nông dân có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ người dân trong thực hiện các liên kết, hình thành các tổ sản xuất để qua đó là nâng cao hiệu quả sản xuất là hàng hóa. Cái vấn đề thứ ba nữa là quỹ hỗ trợ qua cái vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì đã giúp cho người dân nâng cao về vật chất tinh thần, qua đó tạo sự lan tỏa, tạo sự tin tưởng của người dân vào tổ chức hội.